Bon đang làm gì ấy Bon? Con đang tháo cái ghế xe máy ra để xem bên trong. Hình như con vặn ngược rồi sao ấy? Con đang vặn vào thì phải. Vâng, đúng rồi, người lại đi bảo con rồi. Con đang vặn vào. À thế à. Bên trong có gì con? Bên trong có cái ắc quy. Bây giờ con định làm gì tiếp? Bây giờ con đang chờ bố nói là đóng lại đi con, để con đóng. À, thế thì con đóng lại đi. Con tháo ra như này để làm gì? Bây giờ con có muốn tháo gì nữa không?